mọi người. Forever rất vui khi được gặp gỡ tất cả quý vị trong chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao, được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, và chúng tôi đã sẵn sàng để đón nhận rất nhiều vị khán giả yêu thương và mến mộ thần tượng của mình đến đây tham gia, và đặc biệt là nấu ăn thật ngon tặng cho thần tượng nghệ sĩ đó. Chờ đón xem, ngày hôm nay một nữ chính sẽ xuất hiện ngay trên sân khấu này. Đầu tiên xin mời quý vị hãy chào đón người mẫu, diễn viên Đồng Ánh Quỳnh. Nha, đừng có thấy cái tật tôi mà mỗi lần nhạc lên là tôi bị liệu nha. Rồi cái để nhạc lên rồi để tôi nhảy nha, không có chấp nhận được nha. Làm cái gì cũng phải kịch bản nha, nha. Kịch bản đầu tiên là MC xuất hiện, rồi sau đó là tới nghệ sĩ xuất hiện, sau đó tới fan hâm mộ xuất hiện. Làm cái gì mà lồng loạt là một lúc vậy hả? Anh ơi, anh nói lại được không? Em không nghe cái gì cả. Em ơi, mình phải tôn trọng kịch bản chứ. MC xuất hiện đầu tiên, sau đó MC mời nghệ sĩ ra, em ra, Đồng Ánh Quỳnh bước ra trước, rồi sau đó hai fan hâm mộ mới bước ra sau. Em làm đâu gì mà lũ lượt ra hết cùng một lượt vậy? Em không biết, nhưng tại vì em chỉ biết là hôm nay em được mời đến đây, cho nên hôm nay em sẽ là nhân vật chính, cho nên em muốn làm gì em làm. Ừ, đẹp là được. Hôm nay là ngày của em mà. Đúng. Đây, Đồng Ánh Quỳnh đây rồi. Và chắc chắn song hành với bạn chính là hai fan hâm mộ rất là đáng yêu và dễ thương. Đây chính là bạn Thành Trúc, còn bên kia là bạn Ánh Nga. Chào hai bạn. Chào anh. Nhưng mà Trúc ơi, mình giới thiệu kỹ hơn về bản thân mình và đặc biệt là tình cảm của mình dành cho chị Ánh Quỳnh á như thế nào không nào? Em tên là Thanh Trúc và hiện tại thì em đang là sinh viên. Thì em rất là ấn tượng bởi cái nhan sắc và rất là cái cá tính mạnh mẽ của chị. Cá tính ra ngang ngược kia không, cá tính dễ sợ. Rồi còn Nga nào? Em tên là Ánh Nga, hiện tại em đang là luật sư thành phố. Trong cái tên của chị Quỳnh cũng có chữ Ánh á, mà chị Quỳnh là Ánh Quỳnh, còn đây là Ánh Nga. Và nếu như mà mọi người để em chút xíu á, là cái phần này trở lên á, thì Nga với Quỳnh là cực kỳ giống nhau luôn. Ủa vậy hả? Cho nên là chắc chắn là ngày hôm nay là đó, chính xác. Trời sao giống dữ vậy ta. Cũng mắt hai mí, cũng đang điểm đẻ mắt đẹp giống, chính xác. Đâu đâu, che thử bên đây nè nè, coi coi anh nè, coi đó, lột không đó. Giống miếng nào luôn anh. I'm fine, thái độ tốt lắm. Hôm nay các bạn nấu ăn cho thần tượng mình ăn mà. Các bạn nấu ăn cho anh ăn đâu. Cứ hát hộ anh qua bên đi. Quỳnh. Dạ. Em tự tin mình đẹp tự nhiên không có sữa, và những chàng trai như anh là không có cửa với em phải không? Dạ chính xác luôn. Dạ chính xác luôn. Dạ. Tự nhiên không? Đúng rồi. Như vậy thì em có bao giờ được can thiệp nhờ dao kéo gì để cho mình? Thì em có làm đúng một cái, đó là em làm răng sứ. Vậy thì cái chế độ ăn uống như thế nào thích hợp để giữ gìn được bộ răng của mình nó luôn trắng sáng? Thật ra thì em không có để ý quá nhiều đến cái việc là mình sẽ phải ăn cái gì để mà giữ răng sứ. Tại vì là thực sự là mình làm răng sứ rồi thì cũng chả hỏng được đâu, mà hỏng thì mình thay cái khác. Em nghĩ là những người mà quan tâm đến răng miệng ấy thì người ta nên thứ nhất là không uống bia rượu nhiều. Thứ rồi. Hai là không ăn đồ quá cứng. Tại vì những người mà làm răng sứ như bọn em thì sẽ khi mà mình ăn đồ cứng vào ấy, nó sẽ rất dễ bị ảnh hưởng đến cái phần chân răng ấy. Phần cứng hả? Chả lẽ giờ ăn sắt, ăn thép, ăn bê tông ta? Không, ý là kiểu dạng như chân gà, ví dụ, hoặc là ngày xưa anh ăn mấy cái mà anh cứ cắn rồi thì bây giờ không có cắn được đấy. Trời tiếc ha. Anh hay thích gặm xíu quách lắm, chắc khỏi làm anh xứ quá. Nhưng mà ngày hôm nay cũng sẽ phải chia sẻ nhiều hơn về cái khẩu vị của mình. Dạ. Nó rất nhiều khẩu vị. Mà để khám phá khẩu vị này, chúng ta hãy bước vào chiếc tủ lạnh của nhà anh. Xin mời. Thế á, thì em xem nào. Và bây giờ hãy sẵn sàng khám phá khẩu vị ngôi sao với chiếc tủ lạnh thần thánh này. Bên trong có rất nhiều đồ ăn thức uống, nhưng mà không biết món nào hợp khẩu vị với người đẹp của chúng ta. Nào tất cả chúng ta mở tủ lạnh ra nha. Xin mời. Wow. Ôi, ngon quá à. Rất đa dạng phong phú, rất nhiều món ăn thức uống khác nhau. Nhưng quan trọng món nào sẽ hợp khẩu vị với Quỳnh đây. Quỳnh ơi, trong đây có món ăn nào mà em thích ơi là thích không? Có. Trong đây có món nào em thích vừa vừa không? Không có, không sao. Thì cũng hơi nhiều đấy. Hơi nhiều đấy. Thế có món nào em ghét rồi ghét luôn? Có luôn. Có luôn, nè, nha mọi người nhớ. Nào, nhìn kỹ nha, hai bạn, Trúc và Nga. Nhìn thật kỹ tất cả những món ăn này đã, để đoán lát nữa mình sẽ thi. Rồi, đóng tủ lại. Ok. Cảm ơn các bạn. Vừa rồi chính là những dữ liệu hình ảnh để chúng ta khám phá xem khẩu vị của anh Quỳnh ra sao. Nhưng mà còn về hương vị thì sao? Đắng, cay, chua, ngọt, mặn, bùi, vân vân. Thì đâu sẽ là những hương vị mà em cảm thấy yêu thích nhất?
Thường thì em thích ăn đồ ngọt. Hay người ta là em ăn rất nhiều đồ ngọt mà không sao hết. Đúng rồi, thì thật ra là em cũng có mập mập đấy, nhưng mà kiểu dạng như là ví dụ như lúc nào mình cảm thấy mình mập quá thì mình sẽ dành thời gian mình đi tập các thứ kia nọ, chứ còn đối với em thì lúc nào mình cũng sẽ phải ăn uống ngon thì mình mới cảm thấy hạnh phúc được. Mà em hay ha, ăn nhiều không sao, có nhiều người thích không khí không cũng mập. Ví dụ như anh hả? Không, anh đâu mập đâu, anh chỉ bụng bự thôi. Không, anh không hề mập. Còn những hương vị nào bạn không thích? Cay quá, chua quá, đắng quá là em không thích. Trời ghê, vậy là rõ ràng cuộc sống cô ấy chỉ muốn màu hồng thôi. Cô ấy không muốn nhìn thấy cuộc đời cay đắng người trải qua bao nhiêu thăng trầm. Mình nên làm những cái ăn hoặc là với cả ăn những cái mà mình cảm thấy là nó tốt cho cái tinh thần và tinh cái thần và sức khỏe nữa. À, dàn thứ đồ ngọt. Nào, chuẩn bị sẵn sàng nhé. Chờ đón xem là lát nữa với khẩu vị ngọt mà cô Quỳnh thích thì các chúng ta sẽ phục vụ cho bạn ấy như thế nào. Nào, xin mời hai bạn Nga và Trúc di chuyển vào gian bếp. Tại vị trí này, đồng anh Quỳnh sẽ quan sát sự thi đấu, bên cạnh đó là quá trình chế biến của cả hai người đẹp. Tôi tin chắc chắn là phụ nữ nấu ăn là sẽ ngon. Thế thì phải trừ em ra. Ô thế à? Vâng. Em chỉ biết ăn chứ em không biết nấu hả? Vâng. Còn trẻ mà, mình học từ từ, ráng nha. Và bây giờ các bạn phải khám phá được cái nguyên liệu chính ngày hôm nay, gồm hai nguyên liệu, và chúng ta sẽ thi đấu ở vòng đầu tiên này để giành lấy quyền ưu tiên chọn một trong hai nguyên liệu này trước, để cái món kia không phải sở trường của mình đẩy qua cho đối thủ. Ha, nhớ nha. Các bạn có 60 giây, lập tức chạy về khu vực siêu thị ở đằng sau Đồng Ánh Quỳnh nè. Đó, siêu thị quá trời không? Rộng ghê không? 18 hecta hả? Có rất nhiều tầng khác nhau. Các bạn hãy lựa những món nào mình đoán xem à, hợp khẩu vị với Ánh Quỳnh nhất. Mình lập tức mình đem cái món đó về ngay cái vị trí bếp đen của mình. Mỗi lượt đi chỉ được lấy một món thôi. Nào, Quỳnh ơi, đếm ngược giùm anh đi. Dạ, đếm từ... 60 đi cho nó lâu. Cũng được ạ, để em đếm cho. Anh lại em. Em dành ạ. Từ... Nào, đếm 3 2 1 Bắt đầu! Yeah, hay quá Quỳnh ơi. Quỳnh ơi, em muốn kiểm tra phần bếp của bạn nào trước, của Trúc hay của Nga? Em đứng bên này cho em kiểm tra bên này chứ. Mời bạn kiểm tra phần bếp của bạn Ánh Nga. Dạ. Yeah. Bây giờ Ánh Quỳnh sẽ kiểm tra Ánh Nga. Còn nàng Ánh Nguyệt đứng bên đây để theo dõi thôi. Bạn có 1, 2, 3, 4, 5, 6 món. Đồng Ánh Quỳnh hãy xác nhận trong 6 món ăn này bạn thích mấy món? 6 món ăn này thì cái này được tính là một nửa không? Tại em thích được, một nửa. Được, mình vẫn tính là nhiều tươi là tính luôn không? Thế này tính là một nửa nhá. Chua, bởi phải xác định rõ. Đây là món súp. Súp cua. Thích luôn, 2 món. Món này là cái món mà lúc nào vào thành phố Hồ Chí Minh em cũng ăn và em chỉ thích ăn ở trong Nam thôi. Yeah, anh cũng thích nữa, con anh cũng thích nữa. Đây, món yêu thích của em. Thịt bò à? Thật ra em cũng hơi phân vân cái món này, nhưng mà tại vì là em nhìn nó cũng không nem ngon nướng lắm đấy. Nhìn cũng không ngon lắm, nhưng mà thôi cứ tính cho một nửa đi. Đấy thì bây giờ là chê cái này, đồ ăn nhà anh hay gì ấy. Bây giờ là cái này xong cộng 2 cái này là 3. Thế thôi tính 4 nha bạn. 4 đấy, đây xanh 4 luôn. Hai cái món rau câu và bánh cúp khét bông lan thì bạn lại không thích lắm. Tại vì là thật ra em ăn cái này không hợp khẩu vị của em lắm. 4 trên 6 món, chúc mừng bạn Nga. Cảm ơn chị. Nào, chúng ta kiểm tra bên phần bếp của bạn Thành Trúc nha, để xem có vượt qua được con số 4 của bạn Nga hay không. Ở đây chúng ta thấy được là Trúc đi với tốc độ thì chậm hơn tí, lấy được 5 món. Đồng Ánh Quỳnh thích mấy món nè? Cái này là món em thích nhất này. Úi dồi ôi, hai mình học khẩu vị hàng sao á. Anh cực thích luôn. Em ăn mì được cả tháng luôn mà. Rồi tiếp nào. Cái này nữa. À đấy, con ghẹ. Thì tiếp theo là sô-cô-la này. Ừ, thích luôn. Thì em thích ăn đồ ngọt mà. Su kem thì sao? Su kem không thích. Ô, ngọt mà. Su kem tùy loại su kem mới thích, chứ su kem loại này thì không thích. Còn cái này thì tại vì là em nói là em không thích đắng ấy, cho nên là mướp à, cái này là cái gì? Khổ quá à? Sao tự nhiên lấy khổ quá vậy? Rối quá. Mưa đỏ luôn, giờ lấy điều gì chụp được cái gì chụp đúng không? Như vậy là bạn Thanh Trúc đã có 3/5 món hợp khẩu vị với Ánh Quỳnh. Chúc mừng bạn. Dạ. Nga ơi. Dạ. 3 với 4, số nào lớn hơn? Dạ, theo em học là em thấy số 4 lớn hơn. Chúc mừng em được chọn nguyên liệu chính nha. Một bên là sô-cô-la, một bên là bột làm bánh. Ưu tiên cho bạn Ánh Nga, bạn đã rất là may mắn khi mà vượt qua được thử thách đầu tiên. Sô-cô-la và bột làm bánh, bạn chọn nguyên liệu chính nào? Em sẽ chọn bột, bởi vì sô-cô-la rất khó làm bánh, cho nên em sẽ đẩy cho đối thủ của em. Không, đúng có rồi. Tính toán hết rồi. Có tính toán. Như vậy bạn chọn bột làm bánh. Làm bánh. Yeah. Chị. Chúc mừng Nga. Rõ ràng là bạn Nga cũng chia sẻ đúng á. Cái hơi phần khó sô-cô-la này hơi khó để mà
Đúng rồi, tại vì thế mình nếu như không có được cái bí quyết giữ nhiệt độ vừa phải, nó sẽ làm cháy sô-cô-la, nó lượng đường rất là cao trong đó. Hãy cẩn thận nhé. Đồng hành cùng với nguyên liệu chính sẽ là nguyên liệu phụ nào? Xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần xuất hiện của Đồng Ánh Quỳnh. Quý vị thân mến, và bây giờ xin mời quý vị hãy quay trở lại với Khẩu Vị Ngôi Sao với phần thi tiếp theo được mang tên Tiếp Sức Thực Phẩm. Chờ đón xem, người nắm được quyền ưu thế đó chính là bạn Ánh Nga sẽ bước vào vị trí thi đấu đầu tiên. Bạn ấy sẽ cố gắng sử dụng ngôn ngữ và hình thể của mình để miêu tả đề bài đang xuất hiện ở phía sau lưng của Đồng Ánh Quỳnh. Riêng với Ánh Quỳnh là không thấy được đề bài nên cố gắng làm sao đoán, phán đoán đúng ý người fan hâm mộ của mình đã thể hiện, và đặc biệt là không được chạm vào từ khóa, không được phạm quy. Sẵn sàng Ánh Nga nhé. Okay. Bạn chỉ có 60 giây đầu tiên để gợi ý cho Đồng Ánh Quỳnh. 30 giây còn lại, Đồng Ánh Quỳnh sẽ cố gắng chạy về khu vực siêu thị để lấy toàn bộ những món mà bạn đã đoán đúng với sự gợi ý của bạn Ánh Nga. Còn Thanh Trúc đứng đây theo dõi đối thủ mình, rút tỉa kinh nghiệm nha. Năng động lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Có 3 chữ cho chị. Chữ đầu tiên là cái trắng trắng mà người ta làm bánh đó, gọi là cái gì? Một. Hai chữ tiếp theo là uống để tự tin hơn. Người ta hay nói uống để tự tin hơn. Đen đen, đen đen. Đen ơi là đen. Không phải cà phê, không phải cà phê. Hả? Thôi qua qua đi. À, uống cái gì cho con nít cao, màu trắng. Sữa. Hai chữ. Sữa tươi. Đúng rồi. Hay quá. Tiếp tiếp. À, cái con này nè chị. Ừ. Đẻ ra cái gì? Hả? Đẻ cái con mà nó gáy buổi sáng, nó đẻ ra cái gì á? Con quả trứng. Hai chữ. Trứng gà. Đúng rồi. Cái con mà chích vô là xưng nguyên một cục bự như vậy nè. Không. Nó nhiễu ra cái gì, nhiễu ra cái gì? Mật ong. Đúng rồi, chính xác. Trái nó tròn tròn vậy chị, màu xanh mà chua là chua. 4, xanh dầu xanh, xanh. 2, đúng rồi, hai trái, á lộn, hai chữ. Hết thời gian xanh. Đúng rồi. Nào nào, tiếp nào. Tận dụng 30 giây. Ôi chứ từ nãy giờ là làm cái gì đấy nhở? Mình phải nhớ nha Quỳnh nha. Cố lên chị ơi. Cố lên Quỳnh ơi. Quả chanh này, quả trứng này. Nhanh lên. Bên đây nè chị ơi. Ráng lên. Nhanh nào. 10, 9, 8, sữa tươi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra lại đáp án. Đề bài đầu tiên, trời ơi uổng quá, mình mất khá nhiều thời gian vô phần này. Uổng quá. Tiếp nào, sữa tươi, có sữa tươi không ạ? Dạ có sữa tươi. Chính xác, chúc mừng các bạn. Từ từ nha, ai cũng biết đây là con trứng gà. Con gì mà buổi sáng gáy ỏ o mà nó đẻ ra trứng? Là con gà đó. Con gà trống nó đẻ hả? Ờ, em quên. Tại vì nó đẻ mà quên mất con gà. Con gà mái nó đâu biết gáy. Quên. Thì cái vụ đó của con gà mái mà. Tiếp theo, mật ong. Mật ong có không? Có mật ong không? À, không ạ, à, em không ăn. Chúc mừng em không là, có. Tại vì em không nhớ được là em đoán được những cái gì ấy. Tiếp theo, quả chanh. Ở những giây cuối cùng mà đã đoán được và cũng đã đem về được. Chúc mừng các bạn, như vậy các bạn có 3 món hợp lệ. Nhưng đã thiếu mật ong và bột cacao rồi. Phần trách nhiệm này sẽ thuộc về Đồng Ánh Quỳnh. Chính bạn, tại bạn. Nhiệm vụ của em bây giờ em phải chịu hình phạt để có thể đem về hai món đó, em có chịu không? Nhưng mà ý là em phải biết là em phạt gì thì em mới nhận chứ. Thì yên tâm, vẫn đảm bảo được nhan sắc và tính mạng. Thấy cũng được, xinh là được. Ok. Ừ. Nhưng bây giờ chờ đón xem hình phạt nó có tăng lên gấp đôi hay không. Khi bây giờ Thanh Trúc đã vào vị trí, xin mời. Và bây giờ Thanh Trúc hãy sẵn sàng nha, kinh nghiệm đầy mình rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì cái con bò nó ra cái gì chị? Con bò sản xuất ra sữa. Sữa cái gì mới cái gì? Sữa bò. Không phải sữa bò. Cái hồi nãy chị đoán luôn, sữa gì? Sữa tươi. Đây tiếp. 3 chữ nha. Màu vàng. 3 chữ. Dùng để làm bánh. Ngoài bột ra thì có gì nữa? Bơ. Đúng rồi, bơ. Rồi vậy thì hai chữ còn lại là gì? Không phải động vật, khác với động vật. Bơ thực vật. Đúng rồi. Phạm quy chi vật. Tiếp tục nào. Cái gì màu trắng mà dùng để làm bánh? Bột. Hai chữ. Bột bánh. Cái gì mà chị hay thích ăn á, chị ăn chị có thể ăn cả tháng luôn. Bột mì. Đúng, chính xác. Hai. Cái gì mà lạnh mà chị hay thích ăn lúc mà trời nóng? Kem. Đúng rồi, cái mà uống cho cao á. Kem sữa. Đúng rồi, chính xác. 5, cái con này luôn, 4, cái con này luôn. Gà. Ờ, 3, kêu là gì, cái gì, cái gì? 2, 1, hết giờ. Nào, 30 giây tiếp theo, đi lấy đi cưng. Đi chợ. Ôi, nào. Bây giờ lại quên mất rồi thế này. Đi chợ nào. Đúng không nhỉ, bơ, sữa tươi, còn gì nữa ta, còn gì nữa ta. Không được nhắc nha Trúc nha. Nhắc là bất công với Nga nha. Bơ sữa tươi này, còn gì nữa ta. Ráng lên. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Hết giờ. Chúng ta kiểm tra lại kết quả. Sữa tươi. Có một sữa tươi. Tiếp theo, bơ thực vật thật đáng tiếc khi mà phạm quy vào chữ vật. Tiếp theo, bột mì, có bột mì không ạ? Có bột mì. Hay quá, kem sữa. Có kem sữa không ạ? Dạ không có kem sữa. Ồ, thật đáng tiếc không có kem sữa rồi. Và cuối cùng là trứng gà. Dạ không. Không có, tại vì đấy, em chưa đoán đúng còn trứng gà. Như vậy là bơ thực vật không được tính là hợp lệ, nên chỉ có hai món nguyên liệu phụ thôi. Chà, căng ha. Ghê. Vậy là cái hình thức phạt tôi không biết cỡ nào nha. Phải nằm bộ sai, thần tượng phải chịu lỗi. Ủa vậy hả? Và bây giờ xin mời quý vị cho chúng tôi đôi chút thời gian để chuẩn bị bông băng thước đỏ cho Đồng Ánh Quỳnh. Chờ đó xem hình phạt cho cô ấy là gì. Quý vị thân mến, và bây giờ hãy sẵn sàng với hình phạt dành cho Đồng Ánh Quỳnh. Bây giờ chúng tôi sẽ lôi hết tất cả các thành viên trong hai đội chơi ra đây để chịu phạt chung với Đồng Ánh Quỳnh. Không giới hạn về thời gian, nhiệm vụ của hai bạn Ánh Nga và Thanh Trúc sẽ chuyền cầu lông để trái cầu rơi vào bên trong cái rọ ở đằng sau lưng của Quỳnh. Quỳnh không được dùng tay em nhé, em phải đón. Em di chuyển lả lướt như những cơn gió hay đó. Em đón làm sao cho anh được đủ 5 trái trọn vẹn nằm trong rổ. Sẵn sàng nhé. 3, 2, 1, bắt đầu. Ráng lên, ráng lên. Nếu như Quỳnh... có được lượm không? Chứ khỏi lượm, chứ khỏi, bỏ khỏi lượm đi, mất thời gian luôn, rồi. Bỏ qua đi em ơi. Tôi sẽ là người lượm cho. Chứ. Ráng lên. Nếu như đủ 5 trái. Chứ chưa? Tôi không vui. Ủa, đánh lại được không anh? Nó xa quá vậy. Hay quá em ơi. Rồi, từ từ nha. Hay quá em ơi. Trời ơi, hai người đẹp có kinh nghiệm chơi cầu lông dễ sợ. Di chuyển đi Quỳnh, di chuyển đi Quỳnh. Cố lên, cố lên, cố lên. Đánh đi, đánh đi. Xào quá. Vô. Trời ơi, em đi lụm mệt lắm chứ bộ. Vô. Hay quá, trời. Gần được mới một cái. Vô chị. Yeah. 2, 3. 3. Ây da. Ghê thiệt. Vô. Bốn trái rồi, bốn trái, bốn trái. Trời xém nữa em ơi, luôn rồi đó. Vô nè, vô nè. Vô nè, vô nè. Làm lại đi. Vô chưa? Yeah. Anh em vô nhanh, anh em vô nhanh rồi. Vô, vô. Yeah. 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 Hay quá. Xuất sắc. Ok. Như vậy là các bạn đã vượt chỉ tiêu 6 trên 5 trái, rất xuất sắc. Ngoài cái việc là các bạn sẽ được đem về những nguyên liệu phụ bị thiếu, các bạn còn được tặng thêm một phần quà nữa. Wow, yeah. Quà chúc mừng các bạn. Một nụ hôn nồng cháy của MC. Dạ thôi, thôi không lấy, không lấy. Mời quý vị xem tiếp. Ờ, vậy mình đi lấy đồ ăn nha. Dạ ok. Đi Quỳnh. Những nguyên liệu phụ bị thiếu đã đầy đủ ở trên bàn ăn rồi. Bây giờ chúng ta hãy sẵn sàng với những dụng cụ của dàn bếp mình chế biến thật ngon nha. Chúc cho cả hai sẽ may mắn và thành công. Còn bây giờ, Quỳnh ơi. Dạ. Em nghỉ ra trong giây lát nhé. À. Mời em. Chờ anh đợi nhé, đợi anh nhé. Ok. Mặt chúng tôi chính là hai thành phẩm, hai siêu phẩm của hai siêu đầu bếp dễ thương đáng yêu. Bên của Ánh Nga nè, rất đẹp mắt theo phong cách cũng truyền thống cổ điển một tí nhưng mà cực kỳ trẻ trung. À, ngày hôm nay mà ai mà có sinh nhật nha quý vị khán giả. Chúc mừng sinh nhật quý vị khán giả luôn. Còn bên đây của bạn Thanh Trúc là thấy một cái phong cách cũng kiểu phương Tây á, làm bài trí bố cục lớp lan hẳn ngôi đàng hoàng, mà dường như là đầu bếp cân nặng nhiều thì làm bánh ra cái bánh đi chè khối lượng vậy đó. À, sao thì người ta bên kia thon ngọt, người ta nhỏ nhỏ vừa miệng ăn, còn em hào phóng. Ý anh khen em. Em chừa cho anh. À chừa anh hả? Ê, anh tốt như MC nha em không? Làm mà chừa cho MC luôn. Thấy chưa? Ban biên tập chương trình thấy nghe chưa? Là người chơi chừa cho MC. Như vậy mà để có đúng một cặp
nĩa với dao rồi ai ăn ai nhịn. Thôi, nhân vật chính ngày hôm nay là Quỳnh, Quỳnh sẽ tự xử hết. Vâng. Nhưng bây giờ là khoảnh khắc để cho Ảnh Nga và Thanh Trúc chia sẻ tình cảm của mình với món ăn này. Xin mời hai bạn về ghế. Dạ. Quỳnh muốn thưởng thức món nào trước? Quỳnh nghĩ là Quỳnh sẽ thưởng thức món này trước, tại vì là món này nó có phần kem ấy. Nếu như mình không dùng luôn không nó sẽ lâu. Dễ bị không nên chảy. Để lâu. Làm ngay lên nào. Trúc ơi, em đặt tên món bánh là gì nào? Bánh crepe sô cô la. Đó, mình quẹt chung với nước sốt. Đây là sốt gì vậy em? Dạ sốt sô cô la luôn. Sốt sô cô la luôn. Trọn vẹn combo một set sô cô la với bánh crepe. Trời ơi thiệt. Bánh đã ngon, bỏ vô khẩu hình miệng người đẹp cũng ngon nữa. Hay sao? Ngon. Nói không được luôn á. Cái này em thấy là nó khá là vừa miệng của em. Với cả nó không bị quá đắng, nó không quá ngọt. Nên là ăn nó sẽ không bị ngấy. Hay quá ta. Sẽ ăn được hết luôn. Ăn nữa được không? Lát đi, sau chương trình thì anh sẽ sống thật với bản thân mình hơn. Rồi Trúc dồn tình cảm của mình vào món bánh này như thế nào? Hồi nãy là em làm rất là lâu rồi. Em phải cẩn thận tỉ mỉ và rây bột rất là nhiều để sợ nó còn cặn thì sẽ chị Quỳnh ăn sẽ không có ngon. Và thôi, lúc em ăn em cảm thấy nó rất là mịn. Có một cái lớp bột nó kiểu nó tan ra trong miệng ấy. Như vậy thì qua món ăn này em có lời chúc nào dành cho thần tượng của mình nè? Em chúc là chị Quỳnh sẽ ngày càng thành công hơn trên con đường chị đã chọn. Và em sẽ luôn ủng hộ chị. Thank you em. Tuyệt vời, cảm ơn bạn. Vừa rồi là một món ăn mang tính chất là ăn chắc mặc bền. Còn qua bên đây không phải ăn chắc mặt bền nữa, phóng khoáng, tự do, thoải mái, vô tư đi em ơi. Với món ăn này, bạn đặt tên là gì Nga ha? Món này được em đặt tên nó là Castella. Cách cả đời hả? Cast là thử, thử xong rồi té và té xong rồi la, là Castella. Em có thông tin gì về món ăn này mà em đặt tên cho món này là Castella? Thực ra Castella nó là một cái món bánh của Nhật anh. À. Và đặc biệt là cái món này làm rất là tỉ mỉ. Em đã phải đầu tư khoảng 20 tỷ để để qua Nhật để em mua nguyên liệu và học cái cách chế biến á. Cho nên là tổng cái giá trị anh cầm trên cái dĩa này đến thời điểm này nó là 25 tỷ đó. Anh tính luôn cả cái tiền công em làm. Xuất sắc. Nghe với món ăn này áp lực quá này. Tình cảm của em ra sao mà em dành rất nhiều vật chất vào đây? Chúc chị sẽ luôn luôn xinh đẹp. Cảm ơn em. Quan trọng là mình phải nếm thử. Xin mời Quỳnh. Ôi, cũng vừa miệng ghê ha. Cái bánh này nó không bị dạng kiểu như là lúc mà nó xuống đến đây ấy, nó không bị gọi là quá nghẹn ở chỗ này. Nó cứ trôi luôn. Đúng rồi, đúng rồi, nó trôi luôn với cả nó không quá ngọt. Làm sao để bạn canh được cái lượng đường không quá ngọt như vậy? Tại vì nó đã có mật ong rồi là ngọt rồi đó anh. Cho nên em dùng sữa tươi là em dùng sữa tươi không đường luôn. Cho nên khi mà chị ăn đến cái khu vực mà ngã tư Bảy Hiền là nó sẽ trôi về luôn. Nó không có bị kẹt xe cái chỗ đó. Chị, rồi. Cái bản đồ này Bảy Hiền nằm đâu? Em ngửi thấy mùi tiramisu. Em làm bánh cách cà đơ mà sao ổi lộn cách cà la mà sao ra mùi ôi, tiramisu. Nhưng mà có bột tiramisu mà đúng không? Tại vì nó có cacao nguyên chất á chị. À vậy hả? Cacao đó là em phải bỏ ra đến 7 tỷ để có thể chọn lọc lại được chị cái tinh túy nhất. Chị ăn mà chị áp lực quá nên chị đau đầu quá. Fan em giàu quá em ơi. Nhưng quan trọng bây giờ là quyết định khá là khó khăn dành cho nhân vật chính. Dạ. Sẽ chọn ra một trong hai món giành chiến thắng ngày hôm nay cùng với khẩu vị ngôi sao. Quỳnh chỉ lựa chọn trong ngày hôm nay thôi nhé. Ví dụ như hôm nay Quỳnh thích món này, ngày mai Quỳnh có thể thích món khác, không thay đổi lật như bánh tráng anh. Trời nắng mưa luôn em. Để ngày hôm nay em lựa chọn thì em sẽ lựa chọn món bánh. Món bánh của bạn Thanh Trúc. Món bánh của Thanh Trúc. Chúc mừng Thanh Trúc. Và cũng chúc mừng cho bạn Ánh Nga ngày hôm nay cũng rất là xuất sắc, mình về nhì. Nào, chúng ta đến đây để chia sẻ niềm vui cùng với Ánh Quỳnh. Và đây là món quà dành cho người thắng cuộc, đó chính là bạn Thanh Trúc. Xin mời Ánh Quỳnh sẽ chúc mừng thay mặt chương trình trao tặng giải thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho Thanh Trúc. Mà Ánh Nga nè, vẫn có quà cho bạn á nha, giống như lời hứa của Hà Đá Bơ vậy đó. Nè, Quỳnh sẽ tặng cho Nga một món quà. Em, cảm ơn em. Cũng giúp cho em bồi bổ năng lượng. Dạ, hơn món quà này. Món quà này là của Trúc. Dạ rồi, cảm ơn chị. Bên cạnh đó, chúc cho đồng Ánh Quỳnh sẽ luôn mạnh mẽ, nè, luôn tự tin cá tính như vậy. Và đặc biệt là nhiều fan hâm mộ và luôn thành công trong sự nghiệp. Cảm ơn em. Ngày hôm nay thì Quỳnh rất là vui khi mà được đến chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao và thưởng thức hai món bánh rất là ngon từ Ánh Nga và Thanh Trúc. Quỳnh cũng không có chuẩn bị gì nhiều, chỉ mong là sau khi mà chúng mình gặp nhau ở đây thì sau này chúng ta có thể có một cái dịp nào đó để mà gặp lại nhau, và mong là hai em sẽ luôn luôn thành công, luôn luôn xinh đẹp và sẽ luôn luôn vui vẻ trong cuộc sống. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi sẽ được tiếp tục phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật tuần sau trên kênh HT7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.